Bây giờ cái mong muốn của mình sao mà làm lại ta? bị đây bị khe xấu, với lại bên đây nó bị chạy túi rồi bác, bên đây nó bị chạy chạy quý vị, như là tất đỡ nó như này nó ấy, nó chạy xuống rồi cả cảm giác biết nó chạy xuống luôn, nằm xuống thì nó chạy qua đây một xíu nhưng mà rất là đau Nhưng nên bác nói trước nha, dạ. những cái trường hợp mà đã chạy túi rồi thì bác chỉ khâu cái khoan lại thôi, Dạ đúng rồi. có khả năng nó sẽ dính, có khả năng nó sẽ không dính nha, chứ không phải là chắc chắn 100% Chỉ nha. là nó dính không dính là Nghĩa là cái khoan này nó rộng nè, nó giờ bác khâu vòng 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 này lại hết, nhưng nó dính là không phải là dính cơ chế mà bám tự nhiên của cái cơ nữa, mà đó là dính bằng cách là cái mô của mình nó tạo cái mô sơ dính lại, thì có một số người theo thời gian nó sẽ bung nó ra lại. Có cái theo thời gian bung lại là do cách mình hoạt động hay là sao, hay là do cái cơ Không, đè do cơ địa nó bung ra thôi, à. cái độ bám dính đó rồi nó dính, không phải là dính bằng cái cơ bám. Ví dụ cái cơ nó bám vô xương thì nó là rất là chắc, còn cái này là dính bằng cách mình tạo cái mô cho nó, mô sẹo nó dính lại thôi. Thì có người dính rất bền, có người dính nhiều khi vài tháng hoặc 1-2 năm thì nó bung lại đó, bác không chắc chắn nha. Khâu thì ai cũng khâu được hết, nhưng mà cái cơ thể của mình nó bám dính lại như thế nào bác nói trước, chứ để nhiều khi nói thôi sao bác làm cho tôi rồi xong cái nó lại đi cũ lại. Còn cái này là cái chân ngực của mình nó nằm dưới này nè, thứ hai nữa nó lộ túi rồi, phải không? Nó lộ túi rồi thì khuynh hướng là phải làm nhỏ hơn chứ không có làm lớn hơn được nha. Đấy là cái do cái con xương hơi to. Bây giờ ví dụ là Bây giờ nó đã lộ túi rồi, dạ. nó mỏng rồi, một mà mình đặt lớn nữa thì nó lại mỏng nữa thì nó lại lộ túi ra Dạ. nha. Chứ còn mà làm lớn hơn thì bác không nhận. Còn cái khe bây giờ nè, mình thấy hai cái chỗ này nè nó đã lộ rồi nè, thấy không? Dạ. Mình khâu vô quá thì nó sẽ sợ thấy hết trơn nha. Dạ. Nếu mà lộ ít thì có thể là bơm mở vòng 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 đó để cho nó tạo cái mô dày lên chút xíu, nhưng cái này nó lộ cũng tương đối rồi, thấy không? Này, Dạ, nó sinh mấy mấy xong rồi. không không có vấn đề sinh em bé, là cái mô tiến ngoài nó sẽ là khác nữa, còn cái này là nó đã lộ và làm cũng không có được đẹp lắm, nó cả sượng cả sượng, tại mình khâu quá nó không thể nào mà nó mút hết, nó liền mí như một cái ngực mới được hết nha. Đấy là bây giờ nếu làm lại cái này mà khi nó có thể nó mình làm khi tạo khi được lại được không bác? Khe cái này không có khích được đâu đâu, nó chỉ dì trở ra thôi chứ nó không sát vô được nữa. Không, em không cần làm khác, em chỉ cần làm như vậy, nó cũng có khi một mà dễ coi tí thôi chứ đây là một nó ngón chạy tay, tới. Và một ngón tay chứ em không có cần là phải làm khi mà khít như vậy đâu bác. Em rất không nhẹ. làm được, Nó đô lắm, lạnh với như lại vậy không làm được, chứ không phải rồi. lại nó phải hở một ngón tay, ít nhất một ngón tay. Tay là cởi em bác. Cả đó trở lên á nha, cả đó trở lên. Nhưng mà theo thời gian nó vẫn sẽ ra, và theo thời gian mấy cái khoan mình khâu á nó vẫn dạt ra lại, chứ nó không thể nào mà bình thường. Cái ngực mới làm thì cái cơ nó càng ngày càng giãn ra, nó cũng giãn giãn sạc sạc cái khe ra từ từ, nó vẫn sẽ xuống theo thời gian. Còn cái này mình sửa lại thì nó tỷ lệ nó sẽ nhanh hơn, Nhanh sợ không? Cái nhanh này có sẽ cần nhanh khâu giãn ghe ra, đúng không bác? đương nhiên nha. Không ghe không? Mình sẽ đi đường xung quanh cái quần này nè Yeah. để mình tóm lại nha. Yeah. Túi hồi xưa làm túi bao nhiêu anh? Túi đây hồi trước em làm ở Hà Nội là 340, 360. Một bên 340, một bên 360. Dạ. Bên đây là 360 này, phải không? Dạ. Bên đây 340 này. Dạ. Thấy nó cũng có sự chênh lệch rõ này. Dạ. Thì mai mốt làm thì mình làm lại, chỉ là làm bằng size thôi. Tại hiện bây giờ mình thấy bên đây nè, nó bự nè. Bên đây nó nhỏ thấy rõ luôn, cái con kiến Dạ em nhìn thấy mà. Nha. Dạ. Bác ấy là bây giờ là em muốn làm mento được không? Thì bác tư vấn cái túi này mà làm cho để em được Cái không lỗ được. túi này rồi đó thì làm mento, nên làm mento. Tại Dạ. vì cái túi kia nó cứng, nó dễ sờ cái túi hơn. Dạ. Mento nó mềm mại hơn. Dạ. Nhưng phải làm từ cái size này nhỏ hơn chứ không làm lớn hơn nha, bác nói trước nha. Chỉ làm được size nhỏ hơn thôi mà bác. Ừ, chứ làm bây giờ nó đã lộ rồi, Dạ. không thể đặt lớn Đấy được. là bây giờ em không muốn làm túi ra mà cũng dạng như cái độ nhô cao, em muốn làm túi nó có tròn to được không? Để nó đỡ dễ coi hơn không? đương Cái gì? nhiên đương nhiên Dạ. cái đó là túi mento, là cái đường kính nó bự hơn, nó bè ra hơn. Dạ, em muốn làm vậy chứ em không muốn độ nhô cao. Dạ rồi. Rồi mặc áo vô đi.